Chào các bạn. Thì quay trở lại bài học số 1, mình đã học về constant app và cái hàm mũi tên rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ học tiếp về cái phần là test, cái phần đầu tiên mình cần quan tâm. Test là cái mình hiển thị cái nội dung, hiển thị cái văn bản này nè, đây thì gọi là test, nó có cấu trúc như thế này. Bây giờ mình sẽ qua cái phần như học ha. Thì test nó được viết như thế này. Các bạn thấy đó, cái phần app mình sẽ viết lại, mình xóa cái này đi ha, mình có thể xóa đi, mình viết lại từ đầu. Cái đầu tiên là mình phải có một cái hàm chính tên là app bằng cái cấu trúc around function, tức là cái cấu trúc mũi tên đó, là mình sẽ trả về như thế này. Và ở đây mình có thể enter xuống dòng, mình viết ở dưới này là trả về một cái test, sau đó mình phải đóng cái test này lại. Ok, đây là test, bây giờ là đây là test ha. Thì test nó có cấu trúc mình phải viết như thế này, tức là mình viết mở ngoặc, cái này là mở dấu bé ra, đóng dấu nó lớn lại, tức là cái ngoặc này gọi là ngoặc tab ha, mình gọi. Và để mà đóng cái test lại thì người ta dùng dấu xuyệt, cũng viết như nữa, cũng viết cái tương tự như cái mở ra những cái khác, cái là đóng lại là mình phải dùng dấu xuyệt như này. Thì đây là nó mượn cái nguyên lý từ HTML ha, HTML tag. Thì các bạn có thể gọi cái test này là một cái test tag cũng được, test tag gọi là thế cũng được. Nhưng mà trong cái React Native thì người ta gọi là cái test này là một cái component, component tức là một cái thành phần, và mình có thể gọi là test component thì bất kỳ cái thành phần nào á thì nó cũng có cấu trúc là nó phải có cấu trúc là nó mở ngoặc ra, cái này là dấu bé, sau đó tới cái tên thì đầu tiên là phải cái tên, cái chữ cái đầu tiên là viết hoa, đó là cái quy định trong React Native, trong React và React Native nó cái tên nó quy định như đó. Sau đó mình viết cái tên của nó, tên là gì đó tùy ha, cái và mình đóng lại, nhưng mà cuối cùng mình phải đóng cái này lại là nè, mình để phải đóng lại. Thì cái nội dung ở trong này, nội dung ở trong test này thì mình chỉ cần viết ở giữa thôi, mình đóng lại và mình viết cái nội dung ở giữa này là my name thì sao? Thì cái nội dung này, như ở đây mình có thể enter xuống dòng cho nó rõ ràng, enter xuống dòng ra tab ra cho nó rõ, đây là test component. Đây là test. Mình bây giờ những cái gì mà mình viết ở giữa cái test này, ở giữa này, cái giữa giữa cái xuyệt và không xuyệt này, thì người ta gọi những cái thành phần này, người ta gọi là con hay là children hay là con, tất cả những gì ở giữa thì người ta gọi là con. Còn ở trên đầu này cắt ra ha, cái này người ta gọi là mình viết ở giữa của dấu ngoặc, hai cái dấu ngoặc đóng này, cái dấu ngoặc bé và dấu ngoặc lớn này, thì người ta gọi cái này, trong cái này là người ta gọi là props. Ok, thì mình sẽ không viết như thế mà mình sẽ dùng cái này cắt ra là bao nhiêu được ha. Thì bên trong này người ta gọi là props, props. Còn ở giữa người ta gọi là children, props. Prop thì nó có nghĩa là thuộc tính, thuộc tính. Thì prop nó như thế nào thì bắt đầu mình viết thử một cái ha. Thì mình sẽ viết cái thuộc tính là color, color bằng, sau đó mình mở một kép ra ha, cái giá trị mình mở một kép ra, sau đó mình viết là blue. Trong này mình không viết, mình xóa này đi. Thì color equal bằng
lưu thử bằng ở đây mình có thể cách hoặc là không cách. Bình thường thì viết không cách đi, tại vì nó có nhiều thuộc tính thì mình nên viết sát luôn. Lưu hoặc là red. Ok, thì đó là toàn bộ về test component. Nhớ ha, các bạn nhớ là bên bên ở giữa này thì các cái đó là gọi là children, còn bên trong này, trong cái giáo nọc này, các bạn cắt ra để viết các cái thuộc tính thì người ta gọi là fraud. Bây giờ mình sẽ xóa đi để cho nó đẹp ha, mình xóa bớt cái à, thì nó phải cắt ra một chút, sau đó cắt ra có nhiều thuộc tính thì mình cắt ra đây. Ok, thì đây là cái cấu trúc chuẩn để viết về test. Còn các bạn mình sẽ đến phần sau.